về ừ vì tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi Hợi nhiều biến động bất lợi phải chạy đôn chạy đảo. Tháng 3 âm lịch bước sang tháng này có nhiều biến động buộc những chủ hội phải chạy đôn chạy đảo để xử lý kết quả ra sao phần khó có thể đoán trước Công việc có nhiều sự thay đổi, đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Nguyệt lệnh làm tuyệt đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà bạn không thể lường trước được. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Bạn mệnh còn có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu nhưng lại khó tránh được những thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Dưới sự ảnh hưởng của tiểu hao nên người tuổi hợi còn có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng nay. Đôi khi là vì kinh doanh đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cổ khả ngỡ ngẩn. Tháng này, người tuổi hại trở nên trông chờ vào các trò chơi mai rủi đỏ đen, kẹo tiền cỏ bao nhiêu cũng hết. Làm việc gì cũng nên tỉnh toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng lớn càng dễ gặp rủi ro. Ngũ hành xùng khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của con giáp này. Mỗi quan hệ của các cặp đôi nhiều thăng trầm không đâu vào đâu. Cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vẹn rất nhiều, vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi. Người độc thân vẫn chưa có thể tìm tới một nửa phù hợp, càng chạy theo tình thì càng khó được như ý. Về mặt sức khỏe và tinh thần thì người tuổi hại không được thoải mái nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn, thất thường khó ngủ, mất ngủ, lo lắng, bất an, thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của bạn. Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2023 của người tuổi hợi qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Bước sang tháng 3 âm lịch, vận trình sự nghiệp của người tuổi hợi chịu nhiều tác động tiêu cực khó khăn bổ vay. không có gì làm lạ khi bạn phải thường xuyên chạy đồn chạy đảo để lo hết chuyện này đến chuyện khác các kế hoạch công việc đều có biến động nguyệt lệnh lâm tuyệt có thể đẩy mọi thứ theo chiều hướng mà còn giáp này không thể lường trước được rất cần thời gian để phấn đấu và điều chỉnh Đôi khi vấn đề không nằm ở các tác động khách quan mà lại đến từ suy nghĩ và cách nhìn nhận chủ quan của bạn. Những chủ hội nên dành thêm thời gian đánh giá lại toàn bộ quá trình cũng như cách thức làm việc của mình. Bạn có thể thử phân tích xem nguyên nhân trì trệ là do đâu. Nếu tìm ra câu trả lời tự khắc, vận trình sự nghiệp sẽ thông suốt. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối thiếu đi hài hòa, cũng từ đó mà bản mệnh có xu hướng khép mình ngại tranh đấu nhưng vẫn khó tránh được những thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Bên cạnh đó, tinh thần làm việc đi xuống, thiếu ý tưởng sáng tạo nên có nhiều hạng mục rơi vào bể tắc, tiến trình chậm chạp. Bạn nên dành thêm thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho công việc, sẽ hạn chế phần nào tình trạng trên giúp nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra do ảnh hưởng của thiên hình hung tinh tháng này bạn cũng có thể hành xử ngạo mạn, coi thường người khác, điều đó khiến uy tín của bạn giảm sút. Người trên không tin tưởng, người dưới không phục nên khắc phục nhược điểm này càng sớm càng tốt để không gặp khúc mắc quá lớn với đồng nghiệp. 2. Luận về phương diện tài chính. Về phương diện tài lộc trong tháng do triệu ảnh hưởng bất lợi của tiểu hao gây ra nên tình trạng tiền bạc của con giáp này cũng có những biến động. Bản mệnh có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng, đôi khi vì đầu tư kinh doanh thua lỗ, đôi khi cũng vì những sự cổ khá ngỡ ngẩn. Đêm bảo hùng tinh có thể gây ra hiện tượng hào phá tai do chỉnh sự bất cẩn của bản thân. Cần chú ý cất giữ tiền bạc của mình cẩn thận nguồn thu nhập chính không có dấu hiệu cải thiện, chính tay và thử tay đều không tốt nên không thích hợp tiến hành các hoạt động đầu tư lớn. Làm gì cũng cần tiến hành theo từng giai đoạn, căn cứ vào kế hoạch cụ thể mới không bị sai sót. Thẳng bình thân, bạn trở nên trông chờ vào những trò chơi mai rủi đỏ đen kiểu tiền có bao nhiêu cũng sạch hết làm việc gì cũng nên tỉnh toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng lớn càng dễ gặp rủi ro. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của người tuổi hạnh. Nguyệt lệnh làm tuyệt ở hội gây ảnh hưởng ít nhiều tới tinh thần cũng như phương diện tình cảm của bản mệnh. Dù đã cố gắng tiết chế cảm xúc nhưng đôi khi vì áp lực cuộc sống bạn lại không làm chủ được mình nói ra những lời nặng nhẹ khiến người khác bị tổn thương. Đó là nguyên nhân chính gây ra các cuộc mâu thuẫn cãi vã giữa đôi bên. Mối quan hệ giữa các cặp đôi gặp nhiều thăng trầm không đâu vào đâu. Cho dù bản mệnh đã cố gắng vùng vẹn rất nhiều, Vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi, đôi bên hãy tìm hiểu và trao đổi thẳng thẳng để có được sự quan tâm, đúng mực như đối phương hằng mong muốn. Có như vậy cả hai sẽ thoải mái và không ai mệt mỏi. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp, càng chạy theo tên thì càng khó được như ý. Bạn không nên quá vội vã trong chuyện tình cảm bởi nhân duyên là thứ không thể ép buộc hay cưỡng cầu. Thay vào đó, hãy dành thời gian hoàn thiện bản thân, yêu thương và chăm sóc tâm hồn chính mình. Khi đó, hạnh phúc sẽ từ tìm tới bạn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Bước sang tháng bệnh thân vì tinh thần của tuổi hoài không thoải mái nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn, thất thường, khó ngủ, mất ngủ, lo lắng, bất an, dẫn tới thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của bạn. Khi cơ thể có những triệu chứng bất thường, bạn trở nên chủ quan mà bỏ qua, nên thăm khám kịp thời để chữa trị đúng thuốc, đúng bệnh, tình trạng khó chịu sẽ sớm chấm dứt, cũng không thể lại hậu quả về sau. Ngoài bản mệnh, bạn cũng nên quan tâm tới tình trạng sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi hại vào tháng 3 lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi kỷ hại, sinh năm 1959. Mệnh mộc, nam sao thổ tú, nữ sao phần hẳn, khẩu quyết khó khăn, thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi giàu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. 2. Tuổi Tân Hải Mệnh Kim Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết Có nguy cơ dễ mất tiền, đôi khi vì kinh doanh đầu tư thua lỗ. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi tuất, tiểu nhân, tuổi mạo, tuổi sổ, màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. 3. Tuổi quý hợi sinh năm 1983, mệnh thủy, nam sao thái dương, nữ sao thổ tú, khẩu quyết, mối quan hệ giữa các cặp đôi gặp nhiều thăng trầm không đâu vào đâu. Quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi sửu, màu sắc may mắn, màu tím, màu cam. 4. Tuổi ất hợi sinh năm 1995, mệnh hỏa, nam sao thổ tú, nữ sao phân hận, khẩu quyết. Thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi tuất, tiểu nhân tuổi thìn, tuổi ngọ, màu sắc may mắn màu đỏ, màu trắng. Năm tuổi tinh hại sinh năm 2007 mệnh thổ nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết thường xuyên phải chạy đôn chạy đảo để lo hết chuyện này đến chuyện khác quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi thân tiểu nhân tuổi tuất tuổi tỵ màu sắc may mắn màu vàng màu hồng